talk to you. Like go to bed. That means you know where to go. Okay. Go to a shower. Dạ, dạ những cái danh từ thường xuyên dùng này. Dạ. Bây giờ ông nói phải là tại vì tối á, 7 giờ rưỡi ông thầy ông tụng kinh, mà ông mới mời bà đi vô phòng, là thành ra tôi nói danh từ gì là mới biết vô tôi biết. Nhưng mà bà ngồi ngoài được không? Bắt buộc phải bà phải vô phòng à? Bà để bà ngoài bà dưới sáng lắm. Không phải. Bà đâu ngồi ngoài đó là mũi, bà ngồi đây nè, bà ngồi đây chi, bà đâu phải, không phải là mình phân biệt, bà đâu có đạo Phật đâu, bà ngồi bà lại Phật, thôi bà vô phòng bà nghỉ cho nó khỏe, mấy bà già ngủ sớm lắm. Because every night, you know, about 7:30, he pray. I know, I think you know that, yeah, so I don't know if he bothered you or not, because you sit here. No bother me, I go in there. You go in there, that's why he said you go to bed. Yeah. Okay. Ông nói chứ không phải là tôi đuổi bà, tại tôi tụng kinh, tôi với bà cụ tụng kinh. Mà bà ngồi đây thì tội nghiệp và cũng tội bà, mà bà đâu biết chuông bỏ rồi. If you like you okay, but if you don't like you không in your bed. Yeah. Okay. Any 7:30 every night. He pray. You know that, right? I go in there, so I don't, you know, right? If you want sit here, you know, you can stay. Quite, but it bother you, that's the way. Because when he pray, you know, his language, you know, make you bother you. Oh, it doesn't bother me. No bother, okay? But, no, but I don't want to interfere with his and then, praying, right. You know. Vậy so là go to bed. Và go to bed, vô phòng đi ngủ. Yeah. Còn nó phải là sáng 5 giờ ông thầy ông dậy lục tụng kinh kệ ông, bà cứ bà ngủ. Ông phân công dịch dùm gì để đâu biết, mà nó giờ nó kêu bà in the early morning, 5 o'clock, in the a.m., he come back here to pray. Okay. So you don't mind, you know, no, just sleep in there. I'm still sleeping. Yeah, you go. Okay, just sleep in there. Yeah. Don't have to go out with him. Okay. Okay. Right. Okay. Cứ ngủ 7:30 ba dậy được rồi. Là sao trước 8 giờ ba ăn sáng là mấy cái ngày là mày giảng đó. Yeah. Là 8 giờ là mày xong xuôi công việc là mày giảng. Yeah. Mày dậy tụng kinh xong rồi tưới tạm bạc cứ ba ngủ đúng 7:30 là mày kêu ba dậy. Yeah. Every morning, you know, about 7:30, you can get up, go to eat a breakfast. He prepares ready for you 7:30. Okay. So he wake you up at 7:30. You go to eat. Yes. Breakfast. Okay. Right. Don't bother. What he finished praying at what time? 8 o'clock. 8 o'clock. 8 o'clock. After he let you feed you, breakfast. 8 o'clock. He praying. Okay. After that, you go out there. You know, you do anything. But only at night time, you know, it's the last mosquito. It will sit outside and eat by you right. A lot. Yeah, in the room better. Okay. Rồi còn bây giờ dịch luôn lại ông nói hết được. Dạ, dạ, dạ. Nói về con chó, dạ. Bà lo về con chó là không biết nó tiêu tiểu ở đâu. Nó, ông nói là nó quen là cái giờ nào ông thầy không biết ông cho đi ra ngoài à. Cho nên bà khỏi lo chuyện đó. Dạ. Giờ bao giờ đó. He know what time she go to pee. Okay. Oh, he take care of that. You don't worry about that. Okay, yeah. Because every day, you know, he take care. Open the door for her to get out, to go pee. That's why you don't worry about that. Bà lo đó là không biết nó ra đường chạy đâu, nó quen rồi, nó chạy tuốt bên kia, nó có ba đứa bạn nó bệnh á. Rồi nó chạy và nó tiêu tiền, nó quen rồi. Giờ bạn nó không có ra, bị nhốt ở trong lòng, nhưng mà nó qua bệnh, nó nghe cái hơi bệnh á. She get a 3 friends over across street over there. She go over there with them. That's the way she get used to. She know where to go. Don't worry. Then they go here, you know. Oh, bạn she nó, have a friend bạn, over there. Bạn nó bị nhốt ở trong lòng, lâu lâu nó thả ra. Khi nào chủ nhật cái gì nhưng mà nó que cái hơi mà đường á, nó chạy tốt bệnh. No, don't go over there. Don't worry about that. She know how to get home. She know what to see a friend. So don't worry about that. Right? You get it? Don't worry, okay? Because she, you don't know why she go long way, right? Rồi, rồi cái thứ ba nữa đó, bây giờ mình không biết như thế nào, cho nên giờ tôi muốn cho chắc ăn. Họ rồi lấy giấy và ghi mấy chữ để bà có chuyện gì là không có dính líu tới tôi, chứ để hồi sáng bà đang ăn, cái bà đó bà nhức đầu. Đằng này không đầu á. Phải không? Không, đằng này giờ biết. Xong rồi vô hỏi, ủa sao bà đang ăn nửa chén rồi sao? Thì bà cụ Diệu Phúc nói là bà nó bả nhức đầu. Thì đằng này nó chạy thấy bà ngồi bà xoa cái đầu. Đằng này mới lấy dầu đồ. Bà không có dám cạo gió nghe cái như xoa xoa xoa. Nhưng mà bây giờ ý nói á, mình nuôi bà đây á, là nuôi dùm.
chứ không có phải là lợi dụng, không có lấy tiền. Dạ. Mà nếu có hữu sự gì để sợ tránh con cái hay là người thân thì nào họ bà viết dùm mấy chữ. Dạ, có dạ. chuyện gì là không ai không dạ. ai ta thưa kiện mình. Like this morning you get headache. Yeah. Right? When you eating. Yeah. So that's why he worry. She had to put some ointment for you and make it a massage. Made it much better. Yeah, much better, right? Bà bảo thầy làm massage về tốt lắm. Bà bớt cái đầu liền. Bà bớt cái giọng gì không? Bà biết là bà nói bây giờ bảo vậy. Nhưng mà nếu mà tối nay mà nếu mà có những thầy có nước. When I get like migraines, it makes me sick in my stomach too. Yeah, yeah. They khi bà nhức đầu thì cái bao tử bà ăn không được. Đau lắm. Dạ biết thì biết. Đó thì vậy nên bà bảo. Cho nó biết lắm bà sợ. Rủi nó đau. Rồi khoảng hồn tôi kêu, ví dụ rủi có chuyện gì thì kêu đang quanh quanh hoặc kêu ông được thì tôi phải kêu đang quanh quanh. Nhưng mà bây giờ rủi có gì cái đó thường mình ăn cái của mình nó công bây giờ cho nên bà hồi bà viết dùm cho mấy chữ. That's why she loves you. Yeah, now I got just a teeny bit of headache. Yeah. That's all. She write out some note. Some note. You should say, you know. Just let you stay here. Yeah. With his he take care of you, but no money, no nothing involved. So if something happened to you, you know he not pay for his responsibility. Right. Yeah. No, he's not responsible. No. You're not. But you stay in his home. Well, you understand that. That's a law. Because if you are a guest. Right? Uh-huh. But to stay here, if something happened to you, you have to write out in here. Because, so, he has no responsibility about your health. You want me to write that? Yeah, write that down, you know. So he keep like that, to make sure. Because who happened? Because you never know. You who knows. Yeah. So that better. You have some your signature here, some note here, so make sure good for you. Right. Because if not, you know, a lot of people come in and ask him, what happened to you? Yeah. It makes sense? Uh-huh. It does. Yeah, it does. Right? I do that. You do that, you know? I do that. Okay, let you write down in here, something like that. Okay, so you say, okay, your name. Okay, my name is Linda, something like that. Right. Okay, make sure. This is not... He's not responsible. He not the monk. He not responsibility for my I'll health. I'll write that down. And you say it, and let him say it. Can you? That's it. That is simple. Yeah. That's okay. Yeah. That's you know, it makes for you because you don't know. Maybe you pass out. That's anything. Imagine, I have to call 911, and they come here to ask me a last question. You know, ask him if I'm not here. Ask him a last question. He don't know the answer. Yeah. That's why he give that him this letter. Right, you know, so cái bà say, không mà ngồi mà viết về chữ dạ thì có đấy, con nói bà rồi, tí bà viên nhá, đi bà viên cho thầy liền bây giờ nên tại mình thương mình nuôi bà chứ đâu phải mà rủa có gì cứ gọi bắt công mang quả rồi con nói bà rồi, nếu mà gọi cảnh sát tới đó nếu bà bị gì bị quẹt nay quanh quanh tới chứ nếu không nếu tới nó hỏi dữ lắm thầy hỏi bà cái gì tùm lum á nó hỏi thầy là cái gì nữa thành ra bây giờ nè nói không nghe thà không giúp bà thì thôi giúp chút đàng hoàng dù như là về sữa nó không bao nhiêu tiền đi bộ ra mua thùng mà mỗi cả tuần thì sáng nào cũng hâm cho bà một cốc chiều một cốc sáng ăn cơm trưa cơm và chiều không ý đấy sợ rủi bà đau bụng hay chuyện gì bắt công mình nhưng mà đằng này hâm đàng hoàng đó. Bà nói bên là rõ ràng là thầy không chịu trách nhiệm gì cả về cái bệnh tật của bà cô ngồi cô nói mày chưa đó. You understand what I mean? Yes, I do. You do that, right? Yeah, I will. Yeah, so that's it. Because he makes sure that. Because every day, you know, he go to buy the milk, make the meal for you too. Right. You know, if you eat it, if something wrong, man, who you blame? Blame on him. No, I don't. No. But the another somebody people. Else yeah, somebody, you know, they come in and say you. Like you pass out, you cannot speak out, something like that. Yeah. They blame on him only. No. Right? You understand what I mean? Yeah. Here, you know, she just help you for a friend, for a neighborhood. I'll write it, and you want me to give it to you or leave it with him? Give to him, because you write rồi, it. Sao đi? Yeah. Ông nói, đằng này không nuôi thì thôi, nuôi đàng hoàng, không có lấy tiền, nghĩa là nuôi là tự phát tâm. Vâng.
chứ thành ra không có khi dễ bà. Nhiều khi lần này với bà cụ nhiều phút đang còn nói chuyện gì đó mắc cười, sợ khi bà không hiểu, bà tưởng đâu là nói xấu bà, ý do phân tích dùm đó. Nó không phải là hai người nói chuyện riêng chứ không có ai nói chuyện bà, bởi vì ngôn ngữ bất đồng. Bà ăn được cái gì bà ăn, còn chuyện người ta nói người ta cười với nhau là tại người ta nói chuyện đạo, chứ không có bao giờ mà nói xấu cùng Linda. Talk about, you know, you stay here like a family. They respect you. But sometimes, you know, they communicate, they talk together, they laughing, they talking like that. Nothing about you. You understand that, you know? I understand that. Yeah. So I can't speak the language. Yeah, you understand that. But they don't talk nothing about you. They talk about something else, you know, about the Buddha, something like that. Right? So you understand that. They don't nothing, no respect you. They respect you a lot. But your communication is not right. Right. For you and for them. Right. That's why, you know, you should understand that way. Right. Don't bother you. Oh, okay? I understand that. I don't worry about that. Because they need to talk to each other. Yeah, in their language. Yeah. Not that's your language. That's why. But they worry about you. Maybe you wonder what they talk about you. No, they don't talk about you at all. I don't think so. Ngày mai bà cụ này cũng đi về rồi. Còn có mình thầy với bà và hai người tối nay dòm nhau không thì chẳng có nói gì được. Tomorrow this lady go back Washington DC. Don't stay here, yeah. She not stay here. So only you and him only. Yeah. So okay. Get down. So every day, you know, I come here in the morning. You know that, right? In the morning I come here. Oh, okay. But if something else, every day. Yeah, everything tell me what you need. I can take care of that. But later in the afternoon, at night, call me up if you need something emergency. Oh yeah. You know what I mean? Yeah. Everything what you want to do, let me know. Yeah. Because he don't understand you. Right. Right? Okay. It makes sense to you? I know. Okay, right. Rồi đó là rồi, rồi xong rồi. Nói ngày mai đó bà này về. Rồi. Nói thì còn thầy với bà không? Nha. Và hai người thôi. Thì buổi sáng nào cũng tới đây. Ngày nào cũng tới đây. Rồi. Bà cần cái giải quyết thì con giải quyết cho bà. Đó là 11 giờ để bà cứ hỏi hoài. Sáng nay bà hỏi đen hoài mà nó nói là mày đưa hai ngón tay hai bên thì nó đi lên. Ọc lắm. Today I go to see doctor, that's why I'm late. Normally about that time. But anytime, con nói với bà nó bất cứ giờ phút nào. I'm gonna be well tomorrow, will be better. No, it still hurt. Oh. We shot the hurt, you know. Will but I try. Nói rồi sorry, giờ lỡ nói nó cho hết. Yeah. Đó là hả hàng ngày á là 6 giờ là đằng này đóng cửa bởi vì sợ buổi chiều có omelette hay này kia, cho nên như vậy mà hạp dưới mũi bà không có ra trước được thì bà không có ra, nhưng mà ý nói để bà không hiểu rồi nên đóng nhốt bà tối ngày không phải. Sáu giờ chiều sáng vậy mà thầy đóng cửa hết rồi. Sáu chiều là đâu hả, bà làm xong là vô là đóng cửa hết, còn làm ở sau thì cũng đóng cửa trước. Bà sợ không, ở đây nó rất an toàn nhưng mà mình cũng như giữ cái rủi, thí dụ nó vô kề súng ha, kề cái mắt công phiền mình, nó nói bà vậy đó. Ông thầy ông làm ở sao ông làm, bà cứ ở trong này, bà muốn làm gì bà làm. Nhưng mà ăn cơm thì 5 giờ mấy là ăn cơm rồi, ăn chiều rồi, ăn sớm. Yeah, he talk about the dinner, about 5:30, something like that. Okay. After finish dinner, you should stay here, because go out, you know, a lot of mosquito. Yeah. You know, because he grow a lot of plant, you see that? A lot of, I see, yeah. Yeah, a lot of plant, so a lot of mosquito. Yeah. So you should stay in, after 6 o'clock, you should stay in here. I'll you do anything you like, no matter. Yeah. Okay, because he work in the kitchen, you know, back there. Don't worry about that. That's good. Okay, yeah. That's okay, right? I won't worry. Okay, that. Rồi thầy. Con rồi, nói rồi, vậy là ông vừa vừa nè. Đó bây giờ ông ghi giùm mấy câu này giờ ông là. Dạ, thầy thứ nhất là thầy muốn cái gì? Yeah. Nói rằng là bà đi ngủ. Bà đi ngủ cái câu gì? Go to bed. Go. Không ghi tiếng Anh là biết. Go tiếng Anh nó khỏi ghi tiếng Việt. Go to bed. Rồi mời bà ăn cơm. Ăn trưa, ăn sáng, ăn tối. Ăn sáng nói gì? Eat breakfast. Hả? Eat breakfast. Eat breakfast. Breakfast. Không biết thì là gì ghi trên bảng là bạn biết. Ông ghi gì thì mình ghi là. Eat breakfast. Ăn sáng. Ăn trưa. Eat lunch. Nói bà nếu mà ông thầy không có nói sai á, bà sửa là dùm. No, không sao. Không có, biểu bà sửa cái dạng cho đằng này nhái theo được. Oh, when he speak out English, it's not right, you correct him. Nói lại cho đúng. Because he try to learn English.
Cứ bạn cứ sửa. You understand what I mean? Okay. Like he say it's breakfast. If he speak wrong, you know, you correct him. Okay, tell him breakfast. Right? That. Bà nói đó. Ừ, bà cứ sửa. Ví dụ như bà cầm cái này, ví dụ bà thấy đằng này, bà nói kêu bà nói dùng tiếng Anh cái đằng này bắt chết chết theo. Ok, like he take the drink, you he lift up, you say drink. Okay. Right? Okay. You tell him that. Okay. Yeah, bà dạy vậy đó. Cái còn cái này kêu cái cúp hả? Cái cup. Cup hay gì đó. Tell him. Yeah, teach him. Teach him. Okay, because he like to speak directly to you, okay. one by one, to remember it, like a cup, the tea, or something like that. Teach him, because when you stay here, teach him how to talk to you. Okay. Right? That's a good thing for him too. Yeah, he learned. Right? Right, ngay ấy. Giỏi hơn bài. Yeah. Rồi đi tắm. Dạ. Yeah. Đi tắm nữa sao? Ăn trưa. Rồi ăn tối nữa chứ. Có ăn tối nữa. Thì ăn chiều nó tin không hả? Em á, eat dinner. Hả? Eat dinner. Đấy, chứ phải thì tin không hả? Ăn buổi chiều nữa thầy. Còn thì ăn tối. Thì ép rồi mà ăn chiều nữa. Rồi, đúng rồi. Đừng cho ép ăn thầy. Em có thêm gì chứ. Không, thì tôi cho bạn ốc miêu. Không, that's okay. Cô thấy không ạ? But anytime, you know, you if hungry, go to eat some more. Have lots of fruit, everything here. Oh, I'm sure. Yeah, and every day I come here, you know, I bring you go to Food Lion, buy what you like. Yeah, I need just get some pillow. You know, pillow, thầy cho bà cái pillow, cái gối nha. Vâng, hồi cho bà cái gối cao. Có mua hổng á. Yeah. Rồi, thí dụ tôi nói bà ở nhà tôi đi chợ là hồi sáng như thế, mà nếu bà ở nhà tôi đi bắt kịch là tôi xuống lại ơn phút lại ơn thôi. Là tôi là nói bà tôi không biết lái xe, tôi chỉ đi xe hai bánh mà tôi đi nói là tôi đi bắt kịch, đó là tôi đi chỉ có phút lại ơn thôi. Tôi mới chạy xe đó thôi để cho bà biết là không biết đi đâu. Là không đi quanh rồi xong rồi cái giờ tới đi tắm ha, đi tắm đi ngủ rồi đi tắm ha. Go to shower. Ghi đi, không phải tôi ghi được mã cái tôi về quá nào anh con. Cái bên đúng như con biết đó. Sao rồi? Đi tắm. Tắm. Dạ. Đi tắm rồi. Thôi mới giữ thông thường rồi. Rồi này nó đi chợ hả? Go shopping. Nói tôi á, nói mà nói với bà. I'm go shopping. À, đúng rồi. I'm go shopping. Thầy nói về anh. Chứ phải nó market hả? Market cũng là cái chợ, nhưng mà shopping này nó rộng hơn. Ai shopping trước kia nó mua cái đồ, tôi nghe. I go shopping. Đó. I go shopping. Thôi, nhiêu đó được. Cái nhiêu đó mấy câu từ từ. One day when we get a chance, it's gonna be a long way, but I need to go get some more clothes. I only have just a few clothes with me. Yeah. I mean, just... Anyhow, you talked to your niece yesterday? No, I couldn't get her. I called and she wasn't home. So I'll call her again today about 3 o'clock when she gets off work. Till tomorrow, you know, I bring you back there too. After I bring you to the Food Lion, okay. I bring you back over there too. Yeah. Okay? Tại vì bà muốn trở lại bên kia lấy quần áo đó. Quần áo thêm bà không còn quần áo nữa. Đó thì bây giờ tại hôm qua bà gọi cháu bà mà chưa được. Hôm nay bà gọi nữa, bà nói với nó rồi ngày mai con đưa bà đi qua với nó lấy lại quần áo thêm. Ok? Call her today, try call her. When you feel like it, I don't want you to go with your eyes. No. Very dangerous too, very dangerous. I can see it. Đừng có lấy nhiều, lấy 3-4 bộ à. Thôi, già đâu có mặc đồ lớn, đồ nhỏ gì đâu. Nó xệ hết trơn, nó bao hết trơn. Cứ mặc áo. Too much clothes. Take a few, just a few, okay? Because you don't need a lot, man. No room for you too. Okay. Là trên dưới nó không còn dính gì hết trơn. Thì cứ mặc áo thường vậy thôi. Tôi giặt cái nó dễ. Yeah, because you don't have too much clothes. Because you have washed. For you, laundry. Yeah, for you too, everything here. Thầy con đau quá. Hey, Linda. Try to kiss her. That's a cherry, you know. Yeah. No I good? Like that. Yeah, I love it. Tóc quá thì tôi lấy cái tô, tôi ụp lên rồi tôi cắt vô cho nó gọn. Rồi tôi lấy dây thun, tôi cột cái xác đó. Oh my God, you cut your hair too?
He cut your hair too? No, he didn't cut it. He tied it up for me because my head was hurting. He tied my hair up so it wouldn't be. Oh, my, he had something to a bowl to close your head and cut your hair. Tôi gạt tao cái khẩu đi tốn tiền tôi lấy cái to tôi xem cho mình đi trước where you go I'll be right back I gotta go and clean it yeah I'll be right ngón tay không kìa tôi cắt cái khẩu tốn tiền hỏi đi đâu cắt hết lên tôi áo thì mặc áo vậy thôi đừng có mặc áo trong gì trên nhà còn gì đâu mặc cho nó gọn rồi tôi bỏ cho tôi giặt cái này á thầy thế thầy con đi biên tặng này cho thầy vâng. Dẫn thầy chở biên ấy nha dạ rồi dạ chở biên thôi em đi ngủ go to bed đi ngủ dạ Express prepared gì đó ăn sáng Express eat go là đi eat gì ăn trưa Lunch. À, tiếng là mà hôm kia tôi về tôi tự nó rất là vô. Không, tiếng là ít ít lần. So you just say if you want to learn Vietnamese, right? Năm mô. Yeah. Say năm mô, okay? Nam After mô. You put your hand together, năm mô. I put that. That mean, okay, you respect to say hello to native people from your heart. you know this one your hand close like that uh-huh. And you say Namo. Namo. Yeah. And who do I say that to? Him. Any, anybody. Anybody. Anybody come here. Yeah. You just close your hand like this because it looks like a lotus. You see okay. Lotus? Yeah. It look like lotus. Yeah. Okay. Yeah, Francis. Yeah. I'm going to call on that. And okay, she say Namo. Namo. Yeah, that means hello. In Buddhism. It's that mean you know hello. Good. I'll try my best. Yeah, do that. Do a lot that too. That's good. Yeah. See I'll everybody come in here. You just say namo. That's mean okay. That's the hello. Hôm qua nay từ ngày tốn tiền tới giờ bắt đầu đeo nè. How you spell biết that? Biết biết là mình tốn tiền nó phải chưa? Trời nó không biết nói sao. Con nói bà hôm qua rồi đó. Bất cứ cái gì bà chuyện gì bà cần đó bà nói tôi. Chứ bà không thể đi để như vậy nó ăn bà tức qua bà chửi. 466 ngàn người ta chỉ có ăn có 80 bạc thôi còn gần đây nữa thôi giờ lỡ rồi thôi con lỡ được con ngập được cho nên hôm qua nó về nó đeo bên này nó biết là mình cứu nó phải không nó cũng không bệnh gì cũng mờ nghe tới xe ha tự nhiên tới xe quá chờ ba người ngoài chờ cả tiếng đồng hồ thầy cái nhục nhã vậy chứ đi khách mà công nhận nó bà cụ chính cụ YouTube thấy không. Dạ. Tự nó sợ á, nó sợ qua nên nó về nó mừng đó, nó về nó đeo đằng này, rồi thí dụ không có đằng này nó lén vừa tối đi, rồi nó vô phòng rồi nó tưởng nó vô phòng ngủ nha, dạ. Nó đi cành nhẹ nó vô nó kiếm bà này, kiếm bà này phải ngủ quên cái nó cỡ tắt đèn hết rồi, cái nó đầu nó nghe đằng này thằng hắn ra một cái nó quảng hồn, nó chạy công đua bà này nghe nó cỡ bà này lại đại, chú tự định bắt nó lên. Lên, lên, lên. Did I say that when I meet somebody? Anybody, I don't care who that is. Man, yeah, man, woman, or anybody. Just say Namo. Namo. Yeah, very easy, right? Yeah. Very easy to say, right? Yeah. Okay, that's good. Con vợ chung với con nhưng mà con có vậy nghe không? And that's the way you say hello to another people. Cưng lắm nghe không? Okay, Namo. Đang sống vài năm nữa nghe con. You got it? But you have to close your hand. Okay, that means you know from your heart. You know, just say hello to people. Why? What's wrong? Yeah, that's wrong, man. Okay. But in their language, in okay. Your Buddhism. Oh, thầy ơi, có cái giao hàng gì đây? Có giao hàng gì? Có giao hàng. Cái đó. Yeah. Cái giao. Hai người có thấy không? Trời ơi, hai cái trái khóm. Trái khóm mà hôm rồi tôi ông ăn đó rồi. Quý vị bữa nay gửi hai trái bự. Tôi hỏi cái chuyện gì tội nghiệp. Hôm nay con chó của cổ đó. Dạ. À, cổ. Nó y như chó này mà nó 15 tuổi. Rồi. Cũng chihuahua. Chihuahua luôn. 15 tuổi. Nó mới vừa chết cách đây một tuần thì cổ đồ này là cổ mai cho con kia là mai cho nó. Xong rồi biết không đi vô bệnh viện là trước mắt là vô 75 đồng. Sau nó chụp hình X quang là 200 đồng. Rồi cuối cùng nó nói bây giờ gan phổi nó hết chết luôn nữa rồi. Nó đòi mổ 12 ngàn.
cuối cùng không nó cũng sợ mổ, cũng sợ chết á. Yeah. Chó giờ nó tốn tiền hơn con người nữa. Thôi lỡ rồi. Yeah. Sáng sư phụ tắm cái xà xong rồi đó, thấy không? Cái xà giờ cưng lắm á. Tắm xong. Tắm cái xà xong phức hà. Hết xe xe. Bây giờ xe xe có bà chủ xe xe rồi, thì sư phụ xưa cái xà nghe không? Nghe không? Nó không tiếc à. Nó tiếc, nó liếc à. You got it? Yeah. Everything good, right? Yeah. Sư phụ xưa cái xà hà. Thành nghiệp. Con này nó giang hồ. Nó nằm ở đâu cũng được, cái trên ngủ đâu cũng ngủ. Thấy tội lắm. Thấy tội đúng rồi, thấy cái này thấy chưa? Sáng không? Ngồi. Thôi là đừng có liếm nè. Ok thầy ơi. Khi bà ấy mở này, tại vì tay bà đã mở không được đó. Thì thầy bấm vô này, thầy quay nó. Biết rồi, sáng mở cho bà mà. Dạ, ok. Dạ, do it, he do it. Ok. Nhưng mà cái tướng tinh đó là con này là con bảo vệ thằng này nè. Nghe không? Nghe không? Góc hoài à, ngủ hoài à, ăn ngủ không mà tối ngày. Sáng tập cho nó đi chợ. Nè. Đầu tiên là nó không biết nó quảng hồn, nó giải xuống như giờ biết rồi. Giờ biết rồi. Nè. Biết là lẹ lắm, chứ cũng lẹ khôn lắm á. Nghe con hen. Yeah, you okay now, right? Everything you understand? Yeah. Right. Cũng may á, cũng may là nó không có ngủ trong nhà. Tí nó đầu vô chứ nó không ngủ trong nhà. Chó này là chó ngoài trời. Yeah, just ask me anytime. Thấy không? Không thấy cái mặt á, cái mặt nó đâu có dữ đâu. Nhưng mà không có dữ đâu, mắt hiền á. Con nghe, không có dữ nghe con. Bắt đầu bành ra dữ lắm mà thầy đừng có dữ. Thế không có dữ nghe, cái giò nó nè thấy không? Ê xà thấy không, sư phụ lọc cái dữ nha. Có mấy tháng mà ghê vậy đó thầy, thầy biết không? Phải hiền giống sư phụ vậy nghe không? Nghe không con? Phải hiền nữa. Chỉ sủa ta thôi. Sủa ta thôi chứ không được cắn ta nghe. Sủa sùm như sư phụ la vậy đó, sư phụ la thôi chứ sư phụ có độc ác nghe con. Nghe không? But he love it. He love it too. I know. You know, because he very lonely too. Oh yeah. You see nobody else. Oh. Only him and this one and this one. Well, before he had this one, that's why you know he did that. Now, tắm rửa sạch sẽ, bị trói đó đó, rồi lăn tùm lum hết trơn à. He scared this one, you know. Oh. Yeah, I know. He hurts and he's old and he just scared everything. So if you need some review on this one or buy this one, you know, I can get some. Oh, that's good. I love one. Nói con này nó dễ nuôi, cái gì nó cũng ăn hết trơn á. Cháo cũng ăn, cơm cũng ăn, bánh mì cũng ăn. Dân bụi đời, ai chứ sang, ai sang ACC vậy. ACC vậy. Nè, 15 đồng trái dưa nè, ở trái gì, cái khóm. From Hawaii. Từ Hawaii á, thầy có Hawaii rồi. That's one very special. Để xưa gọi cái bạn thử. Nè, 15 đồng trái nè. You can believe it, $15 each. Ooh. When I buy outside only $2. Nó có pineapple, but nó có nhãn hiệu đồ đàng hoàng, nó nhãn hiệu. That's a brand name. No, not cheap. Mà với cô đâu có mua mấy cô. Special kind. Okay, okay. Or a pineapple. Thơm chứ sợ. Thấy không, cái khóm nó thơm nhỉ không? Somebody from his It's people. It's from the family. It's from Hawaii. Okay. That'd be good. Hawaii. Terrible. Yeah. But if you have a tree, you can't cut it. If you cut it, it's not good. 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 If you cut it
cái người bán á, chứ phải cái người cho mua cho mình. Cái đất không được này. Cái đất trồng được thì có đất đó mới trồng được, chứ nó mang đi thiếu gì thầy. Thầy sang Hà Quai để lấy về thiếu gì. Ông không cho. Nó không không trồng được. Gần cái đất đây trồng không ăn, chứ nó sao nó không biết. Mà cái loại này nhỏ. Loại đây nhỏ con. Chứ cái lọ không lọ thầy cho con ăn này còn nhỏ hơn nữa này nữa. Thầy nhớ không? Thầy cho con ăn cái. Đó là cái cuối mùa. À thế hả? Đó chứ con như loại này là loại nhỏ đó. Rồi bây giờ ráng ráng ấy xà nuôi xà. Chứ không có thương xê xê nữa đâu. Nó xê có bà chủ xê xê rồi chứ phụ nó nuôi xà. Ghê đó mày, ghê là cô nó mày khổ lắm. Cô, không. Bây giờ thì biết từ từ rồi, biết là đáy bậy bị đập. Dạ. Rồi tè bậy, ịnh bậy thì cũng bị đập, nhưng mà giờ chơi không ở bên ngoài đâu, mà vô cái chỗ người ta đi trồng rau á, chứ không có vô rau khỏi đi nè. Dạ. Cũng, nhưng mà thôi kệ đi, thà từ từ. Dạ. Rồi bây giờ ngủ ngoài kho rồi. Đấy hả? Con thấy sáng nó ngủ đây nè. Không, đằng này cuộc á, đằng này cuộc. À. Tắm nó xong cuộc á, để đằng kia nó đừng có lăn cái đất á. Thôi kệ, có nó cũng niềm an ủi hết con he. He cái xà he. Tội nghiệp với ông ơi, bị bẻ răng hết trơn rồi ông ơi. Bẻ răng hết rồi ông ơi, qua bài đập bẻ răng rồi cũng còn vào cắn nè, cắn thấy không? Thấy không? Thương, thương lắm anh con, thương. Ừ, ra coi đó. Bẻ răng rồi mà cũng vậy ha. Đó, coi đó, nào, tôi bẻ nửa nha, tôi bẻ nửa nha, nghe không? Bẻ nửa nghe không? Ok, tôi còn xin phép nha. Ăn trái bắp đi. Dạ thôi, con không muốn ăn gì, con muốn. Rồi đi mai tới sớm chút đi chia tay bà cụ. Vâng. Mai chắc con bà cụ tới khoảng 10 giờ, 10 giờ mấy gì đó. Vâng, nhưng ăn cơm trưa xong ăn chắc, rồi ăn cơm rồi đi. Mai ăn cơm rồi đi. Dạ, mai ăn cơm rồi đi thầy cho mai. Mấy món đồ ăn chưa? Mấy món đồ ăn cho bà cụ đem về biếu cho mấy người con. Dạ. Okay. Kệ ai tới cũng vậy. Thôi, vậy là bà này ông nói bà hiểu rồi ha. Dạ, bà hiểu hết hả? Thì bà nhớ rồi. Thì đó thì chắc mấy cô thầy cho bà tờ giấy nghe. Để bà ngồi bà viết. Vậy bà biết ra để đây con má sáng mai con coi. Nghe. Từ bà bên gì bà bên thì con nói. Tao đạp bà cắn cặp cặp tao đạp bà nghe không? Tội nghiệp đó, tội nghiệp hả? Ra kênh. Oh, by the time I don't have a big appetite, if I don't eat a whole lot, it's not the food, it's me. Dạ, là bà nói là lắm lúc là bà ấy không muốn ăn đó thầy. Bà ấy không muốn ăn được đó, thầy đừng ép bà nhiều. Đúng rồi, thì bà vẫn ăn thôi. Dạ. Nhưng mà, hảo á, thí dụ như bà muốn nói cái gì đó, bà lấy để đưa bà giấy, bà ghi đằng này vô, đằng này mới gõ vô Google, yeah. Có thể đọc được, chứ bà nói này không hiểu. Dạ, yeah. It's sometimes, you know, you want to say something, you should write out in your letter, in your paper, he go in the Google. He check it out. He understand what it is you want. Write out in English. Yeah, okay. English, right? You get it? Because he have Google translation. Oh, all right. Yeah, okay. He can check it. What you want? Okay, right? That's a good idea. Okay. I'm glad you told me that. Mấy mai còn mình bà đó, là hai người cứ nhìn nhau sống thôi. Ok, thì con cảm ơn bà. Dạ, ok, thì con đi về rồi bà. Bye bye bà. Tôi sắp xếp có gì mà. Tôi xuống là ông lo tôi nha. Thì đấy, thì bà chứ về đây, cười đây, con lo hết cho bà được cái sạch. Bà chứ về đây, dạ. Còn vấn đề quan trọng là bà có sức khỏe về đây không? Dạ. Cái quan trọng là cái nói. Okay. Như bà cụ này cũng vậy, bà thấy em còn kẹt hơn bà nữa. Bà không nói được. Hai người không nói chuyện được, thầy với bà đâu nói được, mà thầy cũng chấp nhận. Bà thấy phải không? Còn bà thì thầy thoải mái, quá trình kinh. Và đây là bà với cuốn cái cá khô không bà cụ á, bà cụ thì ăn uống tự do được, còn răng ăn khoái ăn đồ giòn nhai rốt rốt vậy đó nghe. Nè, nhưng mà để cho bà thích đây, bà thích làm như vậy chứ không làm nó đi nặng cái gì mà thầy cứ đưa ngồi một chỗ tôi làm cái gì thì sáng đó thầy nó bà khéo tay cái đó đó như này. Bà khéo tay bà chứ bà còn chắc phải làm chứ không như bà này yếu quá rồi không ngồi được thưa bà. Đấy không? Hay như bà cụ gì đó, mẹ không biết á. Yếu quá rồi đâu có ngồi được đâu. Đó, nhà trâu này cỏ đó thầy chứ đưa cho bà. Nghe. Yeah. Ok rồi, nên con cứ bảo đảm với bà chứ về đây, con lo hết cho bà. Một chỗ sáng chiều tha hồ thầy cho bốn mươi thai làm. Dạ, rồi. Rồi mùa hè thì có rau.
Chứ mùa đông mà cũng ngồi dòm nhau chán chết đi. Mùa đông rồi dòm nhau chán chết. Trên đời cũng được thầy ơi, thầy truyền đạo trên đời. Tối đằng này tụng kinh, bà ngồi bà niệm Phật chứ bà đâu tụng kinh được. Dạ, không, tụng kinh là tốt rồi. Niệm Phật là tốt lắm rồi, cái đó là... Ok thôi. Rồi, con đi đi. Con đi về.